Hi, xin kính chào mọi người. Tối nay mình nấu bún măng chay nha. Hôm nay là lịch dưới là 29 rồi, 29, 28, 28, 29, 30, mùng 1, đọc ngược. Đây là nồi măng chay, bún măng chay nha. Đây là nồi bún măng chay của mình đây. Thành phần chính, nguyên liệu chính không thể thiếu, đó là măng ha. Măng với lại tàu hủ kia. Tàu hủ kia với lại tàu hủ miếng vậy nè. Tàu hủ kia, tàu hủ miếng. Với lại nấm. Mình có thêm nấm vô nữa. Để cho cái nồi nước lèo nó ngọt hơn á. Đó, đây. Thấy chưa? Mọi người thấy ha. Tàu hủ kia đây. Tàu hủ kia cay á. Mua cái loại tàu hủ kia cay. Và món đi kèm sẽ là bún bún với lại rau thơ, giá với lại rau răm ha. Đây là nồi nước lèo của mình đây, cũng sắp xong rồi. Này, có bỏ tỏi phi với lại hành phi. Tỏi phi với hành phi vô, thành ra nó thơm dữ lắm. Nước lèo thật là thơm. Hi, xin kính chào mọi người. Tối nay mình sẽ ăn tối nay mình sẽ ăn bún măng chay ha. Đây là hai cái tô của mình với lại chị. You want to sit over there? Okay. Bún măng chay, mời mọi người dùng nha. Nguyên liệu chính không thể thiếu là măng ha. Rồi mình có làm pha thêm với lại nấm á. Pha thêm măng. Thành phần chính không thể thiếu đó là măng ha. Măng, tàu hủ nha. Mời mọi người dùng nha. Ngon quá, ngon quá. Thử miếng súp. Ngọt ngon. Ngọt ngon. Vừa phải. Tại cái nước lèo á, mình nấu bằng cái loại nước súp. Nước súp chay. Nước súp chay á. Ngọt. Nước súp chay bên đây người ta có bán sẵn trong cái lon sẵn á. Mình về thay vì mình phải ninh với lại rau cải, còn giờ mình khỏi phải làm, người ta đã ấy sẵn rồi. Chờ lạnh nó ăn đi. Mời mọi người dùng nha. Bún măng chay giá. Trời ngoài trời rất là lạnh, ăn đừng tô bún nóng rất là ngon. Ấm. Ớt. Nhưng mình nói nhận qua là ở bên đây là chỉ có ăn ớt ớt hủ này thôi mà ngon lắm. Cay lắm nha. Cay lắm mọi người. Thử miếng tàu hủ. Ngon quá. Ngon. Về nãy giờ đầu bếp này nấu thiệt là lẹ. Ngon quá, nấu cái gì lên của mình cũng ngon quá, ngon quá. Cái măng á mình luộc xong rồi mình xào sơ, tại cái măng nó hôi á. Luộc xong xào sơ rồi xào với nấm luôn. Rồi bỏ tỏi phi vô. Bỏ tỏi phi vô nó thơm lắm ha. Cái này đậu hũ kia nè. Đậu hũ kia.
Trời. Nấu măng vàng chứ không phải năng con măng khô, măng tươi á. Nấu măng tươi á chứ không phải măng khô mà cũng ngon, cũng thơm. You don't eat? Why? Eat it, girl. Are you sure it's on me? Yeah, that's what you eat. Well, it don't smell that good. Oh, it's so good. Bà say good, right, bà? Mm-hmm. Try it. Nhỏ nó ngồi dưới nó bạn dưới nó cũng ăn hả nó có rau răm bún măng là phải có rau răm ngon lắm nha. Ngon quá, tôi ra ăn không? Nó bụng, ngon. Nước rất là ngon. Nấu bằng nước củ, rau củ, rồi nấu lấy làm nước súp. Chỉ có vậy thôi mà cũng ngọt ngon lắm. Hôm nay lịch dưới là 29 hả? 30. 30 rồi hả? Mai mùng 1. Wow. Lẹ quá. Nhiều khi không cần phải rằm hay gì phải ăn chay. Bên đây ăn thịt, ăn cá hoài ớn quá. Ăn lâu lâu ăn chay, ăn ăn rau cải, rau củ vậy chứ mình ngon lắm. Ngon còn hơn ăn thịt, ăn cá. Bún măng chay nè ha, bún bò chay nè ha, cái gì nữa, bún chảy giò chay, chảy giò chay, cà ri chay, cà ri chay, ngon. Mình làm nấu cà ri chay nấu cũng dễ, nấu cũng bằng rau củ không. Tàu hủ măng, tàu hủ. Rất là ngon. Ăn được không? Hôm nay tối nay hai mẹ con đi chợ tàu. Măng à măng. Rau hủ. Ít đi con. Chân. Mà. Rau hủ tiên. Cho anh xe hai nè. Can you show the camera to me too? Right here. Oh, no. No. Ở cay lắm. Khổ này nè. Cho nó ngon, ăn thì cay dữ.
ớt vậy chứ mà cay lắm. Nghe ngoại hôi cũng bắt chết hôi nha. Cay dễ là sợ lắm. Ớt hiểm hay sao đó rồi nó bầm ra. Người ta bầm người ta xay ra. Trời ơi nó cay thiệt là cay. Tại vì bên đây á, trời lạnh á, nên ra cái gì người ta cũng bỏ vô hũ hết rồi, đông đá là hết. Mốt một tô cho nó đâu có ăn được rồi. Mọi người có món ngon gì nhớ share ha. Share rồi mình cùng nhau mình nấu ăn. Nhưng mình nói thịt cá bên đây ăn hoài cũng ớn lắm. Lâu lâu đổi món ăn về chứ cũng ngon hơn. Làm cái menu mình đã phong phú rồi. Ngọt vừa ăn ha. Cái cục bột này con bỏ có 1 cục, 2 cục. Không có bỏ hết. Trời ơi, súp này đâu cũng ngọt hơn. Uống đi chay nữa. Chả giò chay. Hủ tiếu chay, phở chay, bún măng chay. Ngon quá. Thấy hết to không mọi người? Vừa đói bụng mà vừa trời lạnh á. Trời lạnh. Ở ngoài thì nhiệt độ lạnh lắm. Rồi hồi sáng này chỉ có là 21-22 độ thôi. Tới trưa trưa mới lên được 30 mấy độ, 39 độ. Ăn hết một tô á. Ok, cảm ơn mọi người đã coi ha video này. Nếu mọi người cảm thấy có giúp được cho trong món menu của mọi người, món ăn trong gia đình ngày thêm phong phú, mình hy vọng là mọi người cùng share những món ăn ngon ha, để mình cùng nhau nấu. Và cảm ơn mọi người đã coi video. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha mọi người, để YouTube nhắc nếu mà mình có video mới, mọi người sẽ coi được video mới của mình và những món ăn mình nấu hàng ngày nơi miền Đông Bắc Mỹ. Tiểu bang mình ở là Pennsylvania ha. Pennsylvania nơi đây cũng lạnh. Cũng lạnh mà ăn những món ăn Việt Nam này rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã coi video ha. Nhớ bấm chuông và đăng ký nha mọi người. Chào mọi người. Ngon quá, ngon ăn không? Ngon quá. Nói không nên lời. Bye.